hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay và man oh man ngày hôm nay đó là một trong những ngày điên rồ nhất trong thị trường này mà thuận từng biết các bạn thuận đã ở trong thị trường này có một thời gian dài rồi và kênh youtube này đã đã bước qua năm thứ bảy rồi các bạn và ngày hôm nay là một trong những ngày mà cực kỳ sôi động và nó cực kỳ khó hiểu nhất là những bạn nào mà theo dõi những mạng xã hội của Thuận Capital và đọc những tin tức đó, thì các bạn ít như gì cũng nên nắm bắt được chuyện gì đã xảy ra và đó sẽ là điều mà chúng ta sẽ nói đến trong video này. Nhưng mà nào mà chưa hiểu gì đang xảy ra đó, thì cũng đừng có lo Thuận sẽ chia sẻ một cách tóm tắt và Thuận sẽ chia sẻ với các bạn là SEC có bị hack hay là không, những gì mà chúng ta biết và một số giả thuyết hiện tại là như thế nào và đặc biệt cái này nó có liên hệ như thế nào đối với ngày mai các bạn, ngày mai chúng ta có thông tin chính thức đi qua thị Bitcoin Transport ETF hay là không. Nhưng mà trước trước hết thì hiện bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối tại Cali. Bây giờ là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ngày 9 tháng 1. Ngày mai mới là ngày 10 tháng 1 tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ tư ngày 10 tháng 1 rồi. Có nghĩa là ngày mai chúng ta mới nghe thông tin liên quan tới Bitcoin Spot ETF nhưng mà ngày hôm nay đã có một tin tức được tung ra các bạn nói là đã được thông qua rồi nhưng mà cuối cùng đó thì SEC nói đó là tin giả và các bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra được cái sự ảnh hưởng ở trên màn hình các bạn thấy được là có một ngọn nến các bạn nhìn thấy được là trong thời gian khoảng chừng 30 phút mà thôi giá Bitcoin đó sau khi mà có tin tức đó một số người tưởng là thật đây dẫn đến là giá đã pump lên tới cái mức là khoảng 47.800 đô sau đó lại đâm ngược cho xuống các bạn xuống tới mức là 44.707 đô rồi chúng ta nhận được tin tức đây là cái thông tin giả mà thôi không phải là thông tin thật và vẫn chưa có tin tức chính thức là SEC duyệt Bitcoin Smart ETF sau đó thì giá đã có sự hụt trở lại các bạn thật sự là không hiểu nổi luôn thôi các bạn các bạn có nghĩ đi có tin tức giả nói là được thông qua thì lại dẫn đến giá giảm xuống các bạn tăng rồi sau đó bị sell the news giảm xuống tới 44.726 đô rồi sau đó biết cái tin tức đó là giả thì giá là hồi phục trở lại thật ra thị trường đang làm gì thường cũng không hiểu nổi luôn nói chung là, là cực kỳ dao động các bạn thì chúng ta bây giờ hãy bắt đầu nói tới những gì đã xảy ra chúng ta sẽ nói tới những gì mà chúng ta biết là sự thật rồi sau đó sẽ nói tới rất nhiều giả thuyết các bạn giả thuyết liên quan đến đây không phải là một vụ hack mà có một cái điều gì khác nữa xảy ra nhiều thuyết âm mưu lắm các bạn và chúng ta cũng sẽ nói đến là có những cái dẫn chứng gì cho thấy đây có khả năng là một vụ hát hay là không nhưng mà cho dù là bị hát thật hay là hát giả thì chúng ta có thể thấy là bước kế tiếp sẽ như thế nào có điều tra gì hay là không ngày mai nó có ảnh hưởng đến cái quyết định liên quan tới Bitcoin Spot ETF hay là không và hôm nay đó thì tất cả những giấy tờ đã sẵn sàng hay là chưa ok bây giờ thuận sẽ bắt đầu chia sẻ những gì chúng ta biết rồi mới nói tới những giả thuyết sau thì tất cả bắt đầu từ cái thuyết trên màn hình các bạn đây là một cái thuyết được chia sẻ trực tiếp bởi account của SEC vào lúc 1 giờ 11 giờ trưa tại Hoa Kỳ các bạn thì các bạn thấy được là cái thuyết này đó đã chia sẻ là ngày hôm nay SEC đã chấp thuận những cái quỹ Bitcoin Spot ETF để được giao dịch ở trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ. Bên dưới này các bạn thấy được là có hình của Gary Gensler và ở bên tay phải đó chúng ta nhìn thấy được là có trích dẫn một câu nói của Gary Gensler. Nhìn rất là giống như những cái thuyết của SEC các bạn và cái format này, cái cách thành văn cũng giống như vậy luôn. Nói chung ra thì nhìn cực kỳ thật các bạn và nó được chia sẻ bởi account chính thức của SEC cho nên không ai nghi ngờ hết các bạn. Thông tin lan tỏa rất là nhanh là wow, chúc mừng. Cuối cùng thì SEC đã cho thông qua Bitcoin Smart ETF sau 10 năm từ chối. Đây là thông tin mà làm cho mọi người cực kỳ hào hứng các bạn. Nhưng mà sau đó không lâu các bạn thấy được là cái thuyết này là 1 giờ 11 trưa tại Cali sau đó khoảng chừng 15 phút, 1 giờ 26 phút tại Cali các bạn thì Gale Gansler đã chia sẻ một cái thuyết nhưng mà cái thuyết này được chia sẻ từ account cá nhân của ông ta đó chính là at Gary Gensler thì à, các bạn thấy là chủ tịch Gary Gensler nói là cái thuyết liên quan tới Bitcoin Spot ETF được thông qua là tin tức giả tại vì SEC đã bị hack rồi không phải là SEC bị hack mà cái Twitter của SEC account đó đã bị hack rồi đó là những gì được chia sẻ bởi Gary Gensler thì nhiều người cực kỳ hoang mang các bạn bây giờ không biết chuyện gì đang xảy ra luôn thị trường nữa thì cực kỳ dao động có người mua có người bán có người là buy the news người sell the news các bạn đó chung giá cả là lên xuống liên tục ở trên thị trường và bây giờ lại nhận được thông tin này không biết thật hay giả tại vì nhiều người nói là có thể là cái tin tức được chia sẻ bởi ca cao chính thức SEC Golf này mới là thật còn cái thông tin được chia sẻ bởi Gale Chancellor đó là tin giả tại vì người ta sẽ nghĩ là cao cá nhân của Gale Chancellor bảo mật sẽ kém hơn là cao của SEC cho nên lúc đó nhiều nghĩa là như vậy Nhưng mà sau đó không lâu đó thì các bạn thấy được là lúc 3 giờ 42 chiều Thật ra đây là cái giờ địa phương các bạn Cái mà chúng ta nhìn thấy đây là cái thuyết của Thuần tính theo giờ Cali Nó cách nhau chỉ có mười mấy phút mà thôi các bạn Sau đó đó thì các bạn thấy được là cái account của scc đã đứng chính là họ đã lấy lại được account này rồi Và cái thông tin được chia sẻ về Bitcoin Spot ETF được thông qua là tin tức giả mà thôi. Thì nhiều người đặt rất nhiều câu hỏi các bạn, mọi người không biết chuyện đang xảy ra, tại sao lại có tin tức giả như vậy, tại sao lại dẫn đến thị trường gia động nhiều như vậy. Ai đó phải biết gì đó các bạn, lúc này đó thì không ai rõ hết và thật ra ngay bây giờ chúng ta vẫn chưa rõ đâu. Chúng ta thấy được là có nhiều người khi mà nhìn vào cái thời gian đó, nó không hợp lý tại vì các bạn nhìn thấy được là cái thời gian này là tính theo giờ địa phương của walker america hồi nãy thường chia sẻ cái thuyết là một giờ mười mấy phút nhưng mà đó là giờ cali các bạn giờ địa phương ở tiểu bang của người này thì cách cali 2 tiếng nhưng mà điều quan trọng không phải là mấy giờ mà sự khác biệt là bao nhiêu phút các bạn từ lúc mà có cái thuyết giả cho đến lúc mà cái account của SCC nói họ đã lấy lại được quyền quản lý và đứng chính thuyết đó là giả đó, thời gian cách nhau chỉ có 27 phút mà thôi trong vòng 27 phút điều này xảy ra rất là nhanh các bạn nhiều người đặt câu hỏi là wow trong vòng chỉ 27 phút có phải là họ có thể nhanh chóng lấy lại được quyền kiểm soát gì hay là không hay là có phải có gì đó nữa đang xảy ra chứ không phải đơn giản là một vụ hát và có nhiều điều không hợp lý thường chia sẻ với các bạn một số giả thuyết các bạn nhưng mà trước hết thì sau đó chúng ta nhìn thấy được là cao chính thức của SEC đã nói là hãy cẩn thận với những gì bạn đọc trên internet nguồn thông tin tốt nhất về SEC chính là SEC nhưng mà các bạn thấy được là cái tin tức giả đó mà họ nói đó là được đăng trực tiếp từ tài khoản này của SEC mà cho nên họ nói như vậy đó thì nhiều người cũng chẳng hiểu cái luôn các bạn hãy cẩn thận với những gì bạn đọc trên internet nguồn thông tin tốt nhất về scc chính là scc nhưng mà cái account của scc là cái account mà tung tin giả <laughs> cho nên các bạn thấy được là nó có cái sự churchy ở đây nhưng mà chúng ta hãy nhìn cái bài được đăng bởi scc đi chúng ta bây giờ hãy nói tới một số nghi vấn tại sao mà nhiều người nghĩ đây không phải là một vụ hát trước hết á, nhìn vào cái bài viết này các bạn có thể nhìn thấy được là cái cách hành văn cho đến cái format đều rất là giống như là cách hành văn và cách đăng bài của SEC rất giống luôn các bạn. Cho nên đó là cái nghi điểm đầu tiên. Nó nhìn như là thực sự nhân viên SEC đã tạo ra cái này. Thì câu hỏi kế tiếp, có khả năng nào đây không phải là một vụ hát mà thật ra có một ai đó đã lên lịch lộn ngày. Có nghĩa là cái bài này được chuẩn bị sẵn và lên lịch cho ngày mai, cái ngày 10 tháng 1 tại Hoa Kỳ. Nhưng mà ai đó đã lên lịch lộn ngày và bài này được chia sẻ sớm hơn Cho nên mới dẫn đến cái sự cố ngày hôm nay Rồi Gary Castle nhanh chóng nói là không bị hát chứ không phải là được thông qua gì hết Tại vì họ đã lỡ đưa thông tin này ra rồi Đó là một trong nghi vấn rất là lớn các bạn Nhưng mà tấm hình này đó cũng có một sơ hở thôi sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa Nhưng mà cái điều làm cho nhiều người nghi vấn đó là cái thuyết này hoàn toàn có thể là một cái thuyết thật Chỉ là lên lịch sai ngày mà thôi, tại vì thời gian hoàn toàn chùm khớp luôn. Đó là cái nghi vấn đầu tiên. Thứ nhì nữa, là người ta nói là giả sử như hacker họ hát tại vì họ muốn tư lợi chứ không phải là họ hát cái vui các bạn tại vì bị bắt thì họ sẽ phải đi tù chứ không phải là chuyện giỡn đâu cho nên thường đó hacker thì họ sẽ muốn tư lợi trong đó nhưng mà cứ nghĩ đi nếu như mà thật sự bị hát thì tại sao hacker lại lựa chọn thuyết về Bitcoin Spot ETF được thông qua Tại vì các bạn thấy được là đây là một sự kiện mà ngắn hạn đó không ai đón được hết Không ai biết được là lực mua lực bán là bao nhiêu Ít ra ngày hôm nay chúng ta cũng đã có một chút xíu góc nhìn rồi các bạn Lực bán ngày hôm nay đó đã cho chúng ta thấy là nhiều hơn lực mua Dẫn đến là sau khi có tin thì giá cả tăng một chút rồi sau đó lại giảm xuống tới mức là 44.727 không phải là sâu lắm các bạn không biết là tại vì tới mức này rồi thì những người mà muốn sell news họ biết đây là tin giả cho nên họ đã dành bitcoin để ngày mai sao tiếp <laughs> hay gì không có biết các bạn nhưng mà một phần cho chúng ta thấy là cái lực bán đã có và ngày mai đó cái phần lực bán này sẽ không còn nữa nhưng mà ít ra chúng ta cũng thấy là trong thời gian ngắn hạn rất là khó đoán cho nên nếu người này mà họ muốn chụp lợi đó thì cách tốt hơn là họ lựa chọn đưa một cái thuyết nói là SEC đã từ chối tất cả những đơn này rồi sau đó là họ chụp lợi bên số nó an toàn hơn nhiều các bạn tại vì hầu như ai cũng đồng ý nếu như mà có thông tin bị từ chối đó thị trường sẽ là một màu đỏ còn thông tin được thông qua thì chưa chắc các bạn có thể là buy the news cứ sell the news không ai biết được cho nên đây là một trong nghi vấn tại sao một hacker lại làm như vậy là một cái nghi vấn dẫn đến người ta nghĩ là có một cái sự nhầm lẫn gì đó hay là một cái lỗi lầm gì đó của SEC mà họ đang muốn che đậy chứ không phải là cái vụ hát thông thường. Và ngày hôm nay đã nếu các bạn lướt Twitter các bạn sẽ thấy được là có rất nhiều người nổi tiếng không tin là SEC bị hát và trong đó chúng ta có Jack Dorsey. Thì Jack Dorsey đã nói là không có lý do gì mà một cái account như là của SEC có thể bị hát được Và Jack Dorsey đương nhiên là CEO cũ của, của công ty Twitter các bạn Và chúng ta cũng thấy được là Bloomberg ta cũng không có tin Bloomberg là công ty đầu tiên mà ra giả thuyết Là đây là cái thuyết thật Và một ai đó ở SEC đã phạm sai lầm khi mà họ lên lịch Và họ đã lên lịch lộn ngày dẫn đến cái bài đã được đăng ngày hôm nay nhưng mà ngược lại đó thì nhiều người cũng đã nói là có thể đó là cái sự thật Có thể đó là bài đăng thật nhưng mà cũng không có nghĩa là họ không bị hát Giống như là nhiều người nói là có một cái bài sau đó cũng được đăng các bạn Đó chính là cái bài nó có cái logo đồng đô la và BTC các bạn Thì cái bài này đó được đăng rất nhanh chóng ngay sau khi mà cái bài liên quan tới được phê duyệt được đăng Rồi bị xóa cũng rất nhanh chóng luôn các bạn Thì có nhiều người nói là có một khả năng là cái hacker nào đó thật sự đã hát được cái Twitter của SEC rồi sau đó họ vào cái thư mục draft như là cái nơi mà các bạn để những bài nháp của SEC và Bà thấy bài về ETF được phê duyệt và bài về dollar BTC rồi sau đó họ bấm đăng cả hai đó cũng có thể là một cái khả năng các bạn mọi thứ trở nên cực kỳ phức tạp hát hay không hát là một chuyện rồi cho dù y hát đi nữa thì cái bài đăng đó là thật hay giả cũng là một chuyện nữa các bạn và có người nói không phải đâu họ thực sự là bị hát tại vì chúng ta có thể nhìn thấy được là SEC là một cái đơn vị của chính phủ Hoa Kỳ họ sẽ không dùng những cái như là dollar size bitcoin nghĩa là hashtag bitcoin đâu điều này cũng không có đúng đâu các bạn tại vì SEC đó tuy là gần đây họ không có dùng cái hashtag bitcoin nhưng mà họ cũng đã từng dùng trước đây trong nhiều thuyết các bạn những thuyết này đó là từ năm 2014 thôi biết rất rất lâu rồi nhưng mà cũng cho các bạn thấy được là SEC cũng đã từng dùng hashtag bitcoin trước đây cho nên cũng không hẳn là họ không có dùng. Cho nên cái giả thuyết này đã không được thuyết phục các bạn. Nhưng mà về những người mà tin SEC bị hát đó thì họ lại có hai dẫn chứng khác cũng rất là thuyết phục các bạn. Thứ nhất là chúng ta có thể nhìn thấy được Là bên dưới này Ngay tấm hình Thường đã chia sẻ với các bạn Chúng ta sẽ trở lại nhìn vào tấm hình này Thì các bạn đã thấy được là Tuy nhìn rất là giống Có cái logo của Gary Gensler Rồi có cái trích dẫn Một câu nói đến từ ông Nhưng mà bên dưới này đó Thì để là chủ tịch Rồi phải Gary Gensler Đây không phải là cách Mà SEC dùng Để mà nêu ra cái chức vụ Và tên của Gary Gensler Để các bạn thấy rõ hơn đó Thường sẽ chuyển qua một hình khác các bạn Thì cái hình này đó cũng để là Gary Gensler và các bạn thấy được là cái chức vụ là SEC Chair chứ không phải là như các bạn nhìn thấy mới đây là Chair Chủ tịch rồi phải Gary Gensler cho nên đây là một cái sự khác biệt nó cũng không có phải là nêu ra 100% đây là cái thuyết giả các bạn tại vì đương nhiên chúng ta cũng có thể có một nhân viên nào mới của SEC họ thích dùng cái cách này hơn là cái cách trước đây. Đó hoàn toàn là đều có thể và các bạn thấy là những công ty họ cũng thường hay thay đổi chữ ký bên dưới à, của những cái email của họ thì cái này nó cũng có thể xảy ra. Nó cũng không hoàn toàn chắc chắn là SEC bị hát nhưng mà đây là một cái sự khác biệt. Thường cảm thấy là nó có giá trị hơn là chỉ nói là Ồ, SEC là xưa giờ không có dùng cái hashtag Bitcoin. Cái đó không có đủ để nói là bị hát các bạn. Nhưng mà cái này thường cảm thấy là có trọng lượng hơn Rồi thêm một điều nữa đó thì nhiều người nói là hey, hãy nhìn vào cái Twitter của SEC và vào cái phần like thì sẽ thấy được là họ like rất là nhiều những cái thuyết mà nó không liên quan gì hết cho thấy được là có khả năng là thật sự là bị hát nhưng mà những người mà thông tin cái này là một cái vụ hát đó thì họ sẽ nói là không đâu đây hoàn toàn có thể là một nhân viên nào của sec và họ đã quyết định là làm một chuyện này chứ không phải là bị hát đây là một cái sự cố nội bộ chứ không phải là bị hát đâu thì các bạn nghĩ sao thường cũng đã hỏi các bạn bỏ phiếu đó thì các bạn đã thấy đừng refresh lại thì đã có bốn sự lựa chọn cho các bạn thứ nhất đó chính là no hack có nghĩa là không có dù hát nào ở đây hết tất cả đều là do nội bộ gây ra thứ hai đó chính là có du hát nhưng mà cái thuyết đó là thật hacker chỉ đơn giản là đăng cái thuyết đó sớm hơn là dự định mà thôi và thứ ba là bị hát và cái thuyết đó là hoàn toàn bị mạo danh bởi hacker và các bạn có thể comment bên dưới những giả thuyết khác thì các bạn có thể nhìn thấy được là hầu như phân nửa các bạn ngay thời điểm bây giờ nói là tất cả đều do nội bộ gây ra chứ không có vụ hát nào hết kế đó là khoảng 23% của các bạn nghĩ là có hát nhưng mà cái thuyết đó là thật chỉ là được đăng sớm hơn một ngày mà thôi và kế đó thì phần lớn các bạn nghĩ là có một khả năng khác nữa và cái phần ít nhất gần 10% các bạn đã bỏ phiếu nói là có vụ hát và đó là một một cái thuyết giả mạo thì nói chung đó nhìn ở trên những mạng xã hội thì thường cũng thấy là phần lớn cái sự phản ứng nó cũng tương tự như là cộng đồng của và capital hiện bây giờ cũng giống như là cái thuyết này của Eric Bautunas à, uh, thì các bạn thấy được nó đơn giản hơn chỉ hỏi là đây cộng đồng nghĩ là một cái dịu hát hay là nội bộ gây ra thì các bạn thấy được trong bài bỏ phiếu này đã có hơn 12.000 người bỏ phiếu thì 83.3% nghĩ là đây là nội bộ gây ra sự thật đó là chúng ta chỉ biết tới bao nhiêu đây mà thôi các bạn và những giả thuyết thì đã chia sẻ với các bạn rồi và có một người có thể biết được đây có phải là một điệu hát hay là không đó chính là Elon Musk các bạn thì các bạn nhìn thấy được là ngày hôm nay đã những người nổi tiếng như là Gary back của Eck thì cũng đã kêu gọi là Elon Musk có thể tìm hiểu xem coi là cái tình hình của SEC như thế nào cái IP được sử dụng thời gian đó là IP gì để cho chúng ta biết được là có dấu hiệu bị hack hay là đây chỉ là một cái sự bị đặt đến từ Gary Gensler mà thôi và các bạn thấy được là ngay cả người này cũng kêu gọi Elon Musk à, hãy mở một cuộc điều tra để xem coi có phải bị hack thật hay là không thì Elon Musk vẫn chưa trả lời chính thức là có điều tra hay là không các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy là ở trên Twitter đó Sir Doge of the Coin đã hỏi là mọi người nghĩ cái password của account Twitter của SEC là gì các bạn? thì Elon trả lời bên dưới này là LFG, thuật chơi dịch là Let's Go Do To The Moon. <laughs> các bạn thấy được là bây giờ Elon Musk vừa đang troll SEC và cũng đừng quên là SEC đã từng kiện Elon và Elon đã từng tuyên bố là tôi không tôn trọng SEC, tôi chỉ làm những gì họ muốn vì tôi tôn trọng bộ tư pháp mà thôi. thì đây là một cái bài phỏng vấn cực kỳ nổi tiếng của Elon Musk các bạn, cách đây cũng lâu rồi. đây là bài phỏng vấn ở trên 60 Minutes và trong cái thời điểm này đó Elon Musk đang rất là giận SEC các bạn tại vì SEC đó đã ép Elon Musk phải từ chức cái chức vụ chủ tịch của Tesla cũng là tại vì một cái thuyết được chia sẻ cách đây nhiều năm nữa các bạn chúng ta cũng đã từng nói về đề tài này rồi nhưng mà nó tóm lại đó thì lúc đó Elon Musk cũng muốn tiếp tục ra tò về SEC nhưng mà thời điểm đó Tesla đang yếu thế và cần tiền các bạn và cần phải vay mượn từ những ngân hàng và những ngân hàng nói là nếu như mà Elon Musk không có chịu thuần phục SEC thì họ sẽ không cho vay Elon Musk giống như là bị ép phải thuần phục SEC và sau đó trong cuộc phỏng vấn này đó sau này khi mà Tesla đã trong một vị trí mạnh hơn rồi về uh, tiền bạc đó, thì Elon Musk cũng đã chia sẻ là Elon Musk không có tôn trọng SEC ông chỉ làm những gì mà ông cần làm tại vì ông tôn trọng bộ tư pháp mà thôi đi thuần chia sẻ cái clip ngắn này về các bạn rồi chúng ta sẽ nói tiếp Look at you. Now, I, 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 I want to be clear. I do not respect Thì Elon Musk có phải là một người sẽ sử dụng thời cơ này để có thể điều tra SEC hay là không? Chúng ta hãy xem. Nhưng mà hoàn toàn là có thể các bạn. Nói chung thì Gary Chancellor chắc cũng đang tốt mồ hồi lạnh hiện tại và chúng ta cũng đã thấy là trong cái thời điểm hỗn loạn như thế này đó mọi người đang rất là giận scc thì đương nhiên cũng sẽ có những người đứng ra để bình scc các bạn trong đó chúng ta có không ai khác hơn là ceo của better markets các bạn better markets là cái đơn vị đắc lực của thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, thượng nghị sĩ mà cực kỳ ghét crypto các bạn. Và đương nhiên CEO của Better Markets là Dennis Kelleher cũng rất là thân với lại Gary Gensler. Hai người làm việc chung trong cái đội mà chuyển giao quyền lực cho Tổng thống Joe Biden hiện tại. Thì người này ngày hôm nay đã lợi dụng thời điểm hỗn loạn Mọi người đang chỉ trích SEC và nói là thấy chưa Thị trường Bitcoin đầy những người đầu cơ Một cái thuyết giả thôi đã làm thị trường dao động Đương nhiên là các bạn thấy Dennis Kelleher muốn lợi dụng cái thời điểm này Để có thể đánh lạc hướng mọi người Nhưng mà sự thật đó, thì cái này nó không liên quan gì đến Bitcoin hết các bạn Giả sử như là SEC bị hát thực sự Thì cái thuyết đó nếu như mà không nói về Bitcoin đó Mà là đề cập đến Tesla đang bị điều tra bị SEC Hay là Boeing bị vấn đề gì đó hay là Meda hay là Netflix vân vân thì kết quả cũng sẽ tương tự mình thôi các bạn cổ phiếu cũng sẽ cực kỳ dao động luôn hoặc còn tệ hơn là thị trường Bitcoin nữa các bạn tại vì chúng ta đều biết là cổ phiếu giống như là chúng ta nói tới Netflix Meda những công ty lớn ở Hoa Kỳ đều có thể dao động mấy chục phần trăm trong vòng một ngày các bạn nói chung nên ngày hôm nay cái sự dao động này đó cũng chưa phải là cực kỳ dao động đối với Bitcoin đâu các bạn nói chung thì dao động cũng nhiều nhưng mà không phải là nhiều lắm nếu chúng ta tính à, từ cái thời điểm đỉnh cao là 47.900 đô Đi. tới cái mức thấp của ngày hôm nay là 44.702 đó thì trong khoảng thời gian ngắn đó dao động từ cái mức thấp lên mức cao là khoảng 6.8% mà thôi, không phải là cực kỳ nhiều, nhiều trong thời gian ngắn nhưng mà không phải là cực kỳ nhiều khi chúng ta nhìn lại lịch sử của Bitcoin và so sánh với những cái chứng khoán Hoa Kỳ liên quan đến công nghệ lớn đâu các bạn. Đương nhiên đây là một cái thuyết đánh lạc hướng mọi người muốn chuyển hướng tới là vấn đề không phải là cái thuyết giả của SEC mà vấn đề chính là liên quan đến thị trường Bitcoin. Và chúng ta cũng đã thấy là CBC đó không biết tại sao lại muốn gửi đến câu chuyện cho những người xem đó đây là một cái dịu hát liên quan đến Twitter chứ không phải là SEC bị hát nhưng mà trên căn bản khi mà chúng ta nghe đó thì Thuận cũng hiểu chuyện này xảy ra cho nên khi mà Thuận nghe cái phần này của CBC Tôi có biết là họ đang nói đến là cái account Twitter của SCC bị hack nhưng mà khi mà họ nói đó họ lại bỏ cái chữ account các bạn, họ chỉ nói là Twitter bị hack mà thôi, dẫn đến là những bạn mà không có theo dõi sát thông tin á, sẽ nghĩ là ồ oh, thì ra là nền tảng Twitter bị hack cho nên mới dẫn đến sự kiện này, không phải các bạn chỉ có account Twitter của SCC gặp vấn đề mà thôi. Và tôi chia sẻ một cái meme với các bạn Ở bên tay phải đương nhiên là thượng nghị sĩ Warren à, Bên tay trái đương nhiên là chủ tịch SEC Gary Gensler Anh đã làm rất tốt <laughs> Nhưng mà chuyện này nó, nó không có đơn giản là bỏ qua gì đâu các bạn Đây sẽ là một chuyện rất là lớn Tại vì chúng ta cũng đã biết là Gary Gensler có rất là nhiều kẻ thù các bạn Và chúng ta thấy được là các luật sư về chứng khoán ở Hoa Kỳ đó Họ đã nói với lại Fox Business News Là SEC sẽ bị điều tra về sự kiện này Và thứ nhất chúng ta không biết là vụ hát này là thật hay là giả nhưng mà cái điều quan trọng nhất là nhiều người thật sự đã mất tiền thứ hai nữa nếu như mà Gary gansler bịa chuyện là đây là một cái vụ hát mà không phải đó thì đều chuyện lớn các bạn đây là một cái sự lừa dối những nhà đầu tư và điều thứ ba cho dù là bị hát thật đi nữa đó thì SEC cũng phải chịu một phần trách nhiệm về việc lơ là bảo mật và cho dù bị hát thật thì cũng không có nghĩa là thuyết đó là giả đâu có thể thuyết đó đã được lên lịch trước rồi chỉ có một điều thuận vẫn chưa có hiểu rõ ở đây là nếu như mà thật sự đó là cái thuyết được lên lịch trước đó rồi và đã lỡ bị đăng thì cái cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề đó chính là cứ nói là ờ lỡ bị đăng rồi cái này đăng lý đâu ngày mai mới đăng nhưng mà Gail Gansler phủ nhận tất cả. Cái đó đều được không có hiểu các bạn. Tại vì nếu như mà Gail Gansler đang nói dối đó thì chuyện nó còn lớn hơn nữa. Cho nên tôi không biết là ngay thời điểm đó ông quýnh quá hay gì đó ông mới nói như vậy hay là thật sự là bị hát đây là một điều mà chúng ta vẫn chưa có thật sự rõ ràng được các bạn và thêm vào đó cũng có thể đó là cái thuyết thật nhưng mà gây càng sự lại lo lắng về mặt pháp lý có thể là giấy tờ vẫn chưa thật sự duyệt xong các bạn thôi sẽ chia sẻ với các bạn cái tiến triển một lát nữa thì đây là những cái giả thuyết được đưa ra trong lúc mà tôi làm video đó thì chúng ta cũng đang nhận được một cập nhật đến từ twitter các bạn đến từ x họ nói là họ đã hoàn tất cái cuộc điều tra sơ bộ và kết quả cho thấy đúng là account của sec đã bị hack do ai đó giành quyền kiểm soát các bạn và họ sử dụng quyền kiểm soát thông qua số điện thoại nghĩa là ai đó đã có thể hack được số điện thoại của cái người mà có cái account liên hệ trực tiếp với lại cái uh, twitter at sec và lý do tại sao họ có thể dễ dàng hack được tại vì sec không có xác nhận hay yếu tố các bạn sec là một cái đơn vị của chính phủ hoa kỳ cũng là đơn vị mà họ cũng uh, phụ trách quản lý những cái an ninh mạng cho những công ty trên sàn chứng khoán Nhưng mà bản thân họ lại không có sử dụng Xác nhận hai yếu tố dẫn đến hậu quả này Và X nói là chúng tôi có thể xác nhận Là tài khoản at SEC Gov Đã bị hack và chúng tôi Đã hoàn tất cuộc điều tra sơ bộ Và dựa theo cuộc điều tra của chúng tôi dù hát không liên quan đến hệ thống của X mà là do một cá nhân không rõ danh tính giành quyền kiểm soát số điện thoại được liên kết với tài khoản at SEC Golf. Chúng tôi cũng có thể xác nhận là tài khoản chưa bật xác thực hai yếu tố tại thời điểm tài khoản bị hát. Chúng tôi khuyến khích tất cả người dùng sử dụng xác thực hai yếu tố. <laughs> Đây là kết quả điều tra nội bộ của X các bạn. Nhưng mà điều này cũng không có thay đổi những gì thường tiếp tục chia sẻ với các bạn liên quan đến quốc hội vẫn cần một câu trả lời. Tại vì cho dù lại bị hát thực sự đi nữa đó thì cũng cần phải có một cái trách nhiệm các bạn. Ai đó phải chịu trách nhiệm với vấn đề này và sự thật đó thì sẽ có một cuộc điều tra các bạn. Tại vì chúng ta thấy là sau đó chúng ta đã nghe thượng nghị sĩ Bill Hagerty và ông đã nói là giống như SEC yêu cầu trách nhiệm từ một công ty nếu như họ mắc phải sai lầm lớn làm dịch chuyển thị trường quốc hội. Cần có câu trả lời về những gì vừa xảy ra. Điều này không thể chấp nhận được. Có nghĩa là sẽ có lá thư mời Gary Gensler đến quốc hội để mà giải thích về vấn đề này các bạn. Và không chỉ riêng là thượng nghị sĩ Bill đi các bạn thấy được là thượng nghị sĩ Cynthia Lumis cũng đã có những lời phát biểu tương tự nói là cần phải có một câu trả lời về những gì xảy ra. Cần phải có cuộc điều tra các bạn. Và đương nhiên chúng ta thấy được là dân biểu Bill Huzenga cũng có những cái lời phát biểu tương tự như vậy. Và có một người bình luận cũng khá là thú vị, các bạn nên biết là ngay bây giờ đó thì Bitcoin được xem là một loại hàng hóa chứ không phải là chứng khoán. Thì nếu như mà chúng ta thấy một cái sự kiện như ngày hôm nay xảy ra ảnh hưởng lớn đến giá cả đó thì cơ quan nào được phép phụ trách điều tra các bạn? có phải không phải là scc hay không mà chính là cftc ban quản lý hàng hóa và hợp đồng tương lai ở hoa kỳ nếu đó là sự thật đó, thì chuyện này sẽ cực lớn luôn nè các bạn nói chung thì ít nhất chúng ta đã biết là quốc hội cũng sẽ bắt buộc SEC phải có một câu trả lời và các bạn đã thấy được là gale chancellor đó với cái áp lực đó không nên nói là scc sẽ làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật để mà điều tra cái dự hát này để có một câu trả lời đối với tất cả mọi người nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là ngày mai Thuận cũng không biết là phải nên xem tin tức Bitcoin Spot ETF được thông qua hay là bị từ chối ở đâu nữa các bạn. Nếu chúng ta không thể tin cái account chính thức của SEC thì chúng ta phải tin vào account nào đây. <laughs> ngày mai tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Nhưng mà sự thật đó là chúng ta vẫn sẽ chờ đợi cho đến ngày mai để biết được kết quả cuối cùng là như thế nào các bạn có được thông qua hay là không. Tại vì chúng ta nhìn thấy được là sau tất cả những sự kiện đã xảy ra ngày hôm nay nó chỉ liên quan đến cái Twitter của SEC mà thôi nó không có cái sự ảnh hưởng trực tiếp với tiến triển của Bitcoin Spot ETF và ngay bây giờ chúng ta nhìn thấy được là Bloomberg, James Safer chúng ta nhìn thấy được là Gabriel Gersbach Back à, đây chính là người đứng sau lưng của Venex. chúng ta cũng có thể thấy được là một người khác nữa đó chính là Ophelia Snyder đây chính là người đứng sau lưng của Bitcoin One Share và Ark Invest thì à, các bạn nhìn thấy được là tất cả những công ty này họ đều hướng về là sẽ có một cái thông báo chính thức đến từ SEC và khả năng vẫn xa là được chấp thuận các bạn. Và chúng ta bây giờ hãy nói tới tiến triển của những cái đơn SEC đến đâu rồi các bạn. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được là hồi sáng này đó thì James Safer của Bloomberg đã nói là nhìn sơ qua đó thì chúng ta cũng đã thấy những công ty đã nộp lại văn bản chỉnh sửa sau khi mà nhận được những câu hỏi của SEC vào chiều ngày hôm qua. Thì nhìn sơ qua đó những gì chúng ta thấy thay đổi rất là ít chủ yếu là những công ty họ thay đổi một số cái thông tin cơ bản và cái format mà thôi và thường biết là một số bạn vẫn nghĩ là SEC sẽ từ chối và đương nhiên khả năng đó dù nhỏ như thế nào thì vẫn là một khả năng các bạn nhưng mà nếu từ chối đó thì cái sự việc ngày hôm nay không phải là lý do là từ chối đâu các bạn và nếu như muốn từ chối đó thì từ chối với lý do gì trong khi bây giờ đó chúng ta thấy được là SEC không còn thắc mắc hay là câu hỏi gì cho các công ty nữa cho đến thời điểm bây giờ các lý do dùng trước đây để mà từ chối để bị bác bỏ tại tòa án và chính chủ tịch Gary Gensler đã nói với quốc hội là SEC không cần luật mới luật hiện tại đã đủ để mà quản lý crypto thứ nhì nữa là nhân viên SEC dưới sự chỉ đạo của Gary Gensler đã bỏ biết bao nhiêu công sức và thời gian để làm việc với các công ty forward về Bitcoin Spot ETF và những công ty forward cũng đã bỏ biết bao nhiêu công sức để chuẩn bị các bạn họ mướn người họ phải chuẩn bị pháp lý chạy quảng cáo vân vân cứ nhìn vào cái tốc độ phản hồi của SEC và cái tốc độ trả lời của các công ty đó thì các bạn sẽ thấy được là mọi người thật sự vẫn đang sốt sắng như thế nào và các đài truyền thông lớn và các người có tiếng nói ở forward đó cũng đã nhận định là sẽ được thông qua một lần nữa khả năng từ chối thấp nhưng mà vẫn là một khả năng. Tuy nhiên tất cả hiện bây giờ đối với thuận nên thì vẫn hướng về chúng ta sẽ có thông tin chấp thuận. Và bây giờ đã là 8 giờ tối Cali rồi các bạn thì có thể trong thời gian là 18 tiếng nữa chúng ta sẽ có thông tin chính thức đến từ SCC Ngày mai chúng ta sẽ biết các bạn, tất cả sẽ chấm dứt ngày mai. Nhưng mà hôm nay đó chúng ta thấy rồi cuộc chiến về phí quản lý vẫn tiếp tục và hôm nay chúng ta thấy được là những cái văn bản cập nhật của những công ty đó, cái phần họ thay đổi hầu hết là những công ty họ đã thay đổi về phí các bạn để các bạn thấy à, cái sự cạnh tranh bây giờ mạnh như thế nào. Thì các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, những cái phần trăm phí này đã khác nhiều so với là ngày hôm qua và chúng ta nhìn thấy được là có rất nhiều con số không trên màn hình đây là cái cột phí của những quỹ đầu tư các bạn tại vì sao tại vì mới đầu đó thì các bạn nhìn thấy được là có một số công ty họ muốn tính là 0.8 0.9 0.7 nhưng mà sau khi chúng ta nhìn thấy được là có những quỹ như là wisdom tree fidelity bắt đầu là giảm phí xuống thì ngày hôm nay đó tất cả đều giảm các bạn Chúng ta nhìn thấy được là những công ty như Bitwise, ARK Invest, Fidelity, Wisdom Tree, Invesco, Valkyrie, iShare đều giảm xuống 0% trong vòng 3 tháng hay là 6 tháng hết các bạn. Và chúng ta nhìn thấy được là Fidelity đã giảm xuống 0% và sau đó tính phí là 0.25 cho đến tháng 7 của năm nay và BlackRock thì chúng ta nhìn thấy được là bây giờ mức là 0.2% trong vòng 12 tháng hay là 5 tỷ đầu tiên rồi sau đó sẽ lên tới 0.3% và cái phí thấp nhất bây giờ là của Bitwise các bạn 0% 6 tháng đầu tiên và hay là 1 tỷ quản lý đầu tiên và sau đó chỉ có 0.2% mỗi một năm mà thôi thì để các bạn hiểu được cái phần trăm này thấp cỡ nào đó thì chúng ta biết là trên thị trường Hoa Kỳ bây giờ là có hơn 3.000 quỹ ETF khác nhau. Cái phần trăm phí này đã, đã nằm trong cái top 20 quỹ ETF với cái mức phí thấp nhất các bạn đó là cái sự cạnh tranh khốc liệt cỡ nào bây giờ liên quan đến những cái quỹ đầu tư này mọi thứ vẫn đang diễn ra theo lịch trình các bạn và chúng ta có thể thấy được là hôm nay đó trước khi mà có những cái tin tức liên quan tới cái thông tin giả thì chúng ta nhìn thấy có nhiều cuộc phỏng vấn và cuộc phỏng vấn này đó là phỏng vấn CEO của Vanek các bạn cái người mà ở trong cái khung này thì CEO của Vanek đã nói là ông tự tin là sẽ được chấp thuận ngày mai và sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày thứ năm. Và chúng ta thấy được là đồng sáng lập của công ty Valkyrie đó chính là Steven McClurk cũng đã nói với tạp chí Fortune là ông cũng tự tin và đang chờ thông tin được phê duyệt vào ngày mai, ngày thứ tư tại Hoa Kỳ và cũng giống như là được chia sẻ bởi vàng các bạn, ông cũng tin là sẽ được bắt đầu giao dịch vào ngày thứ năm trong tuần này. Và chúng ta nhìn thấy được là Anthony Saramuchi của Skybridge Capital cũng nói tương tự như vậy thông qua ngày mai giao dịch vào ngày thứ năm và các bạn cũng thấy được là trước khi mọi thứ xảy ra đó thì Gary Gensler hồi sáng này cũng lại chia sẻ thêm một bài cảnh báo về đầu tư crypto nữa các bạn và trong bài cảnh báo này đó thì chủ yếu ông nói là crypto có thể là cơ hội mới của ngày nay nhưng mà cũng có những rủi ro hãy thận trọng nghiên cứu kỹ lưỡng và đánh giá mục tiêu tài chính của bạn à, có vẻ như đây là một cái sự miễn trừ trách nhiệm trước khi mà duyệt nhưng mà chúng ta đã thấy được là có một luật sư mà chuyên về luật chứng khoán và thường xuyên làm việc với scc đó thì luật sư này đã nói với là Fox Business News là những gì được chia sẻ bởi Gary Chancellor đó thì đúng là một cái giống như, như là miễn trừ trách nhiệm để sau này không có chịu trách nhiệm lỡ như mà có vấn đề gì đó nhưng mà nó không có phải là chỉ riêng là về giá cả đâu đây là một cái bước đệm cho việc chấp nhận cái quỹ Bitcoin Spot ETF nhưng mà cái rủi ro mà Gay Gensler đang lo lắng tới không phải là vì giá cả dao động người ta sẽ thua lỗ. Đó là một phần mà thôi. Mà một cái rủi ro mà ông đang lo lắng là những nhà đầu tư cũng có thể mất tiền do hậu quả trực tiếp hoặc là gián tiếp từ quyết định pháp lý của chính phủ Mỹ trong tương lai. Và ông không biết và cũng không thể bị quy trách nhiệm cho điều đó. Ngoài ra, Bitcoin là một loại tài sản riêng biệt các loại crypto khác đó không thể có cùng tình trạng pháp lý như là bitcoin đây là hai điều cực kỳ quan trọng được nói đến bởi uh, luật sư này các bạn điều thứ nhất ý của ông nói đây đó là ok giá cả lên xuống thì nếu như mà những nhà đầu tư có kiện SEC đi nữa thì cái vụ kiện đó nó cũng không đi đến đâu đâu nhưng mà nếu như một ngày nào đó đột ngột chính phủ hoa kỳ đưa ra một cái luật mà không tốt cho thị trường crypto có thể là luật đó không có phải riêng gì cho Bitcoin nhưng mà ảnh hưởng đến giống như là chúng ta đã từng nói đến những cái luật liên quan đến thuế trước đây hay là phải khai báo thông tin gì đó đó thì cũng ảnh hưởng đến giá Bitcoin gián tiếp. Những cái luật đó được đưa ra bởi chính phủ Hoa Kỳ thì những người giao dịch Bitcoin Spot ETF đó họ sẽ bắt đầu là muốn kiện tụng các bạn tại vì họ nói là SEC là đơn vị của chính phủ Hoa Kỳ nếu như là biết cái gì thì tại sao lại cho thông qua Bitcoin Spot ETF và đó là cái lý do tại sao mà Gail Gansler chia sẻ những cái thông tin này để mà miễn kiểu trách nhiệm. Tại vì tuy ông là một phần của chính phủ Hoa Kỳ nhưng mà ông không thể biết được là tương lai luật pháp sẽ như thế nào. Và một điều nữa các bạn thấy là Bitcoin là một loại tài sản riêng biệt. Có nghĩa là đừng nghĩ đến là Bitcoin Spot ETF được thông qua thì sẽ có nhiều loại ETF khác cũng sẽ được thông qua liên quan đến crypto. Ít ra đây là nhận định đến từ một luật sư các bạn tôi cảm thấy cũng hợp lý. Và chúng ta lại thấy một sự chia sẻ các bạn trên màn hình đó, ở bên tay phải đó chính là giám đốc đầu tư của công ty Valkyrie, một trong những công ty mà đang chờ đợi để được duyệt hiện bây giờ cho Bitcoin Spot ETF và CEO của Valkyrie nói là sau khi mà được chấp thuận quy Bitcoin Spot ETF rồi đó thì ông nghĩ là tiếp theo có thể sẽ là quỹ XRP Spot ETF như là Ripple Spot ETF hay là Ethereum Spot ETF như là họ đã lên kế hoạch rồi các bạn. Thì đây cũng không vừa là quá bất ngờ. Chúng ta cũng đã biết là nhiều công ty bây giờ tôi nhớ là khoảng 7 công ty thì cũng đang đã đệ đơn và chờ đợi để có thể được duyệt Ethereum Spot ETF các bạn thì uh, bước kế tiếp có thể là XRP tại vì hiện bây giờ đó ở Hoa Kỳ chỉ có 3 crypto được công nhận và có tình trạng pháp lý rõ ràng mà thôi thứ nhất Bitcoin đã được tuyên bố là hàng hóa Thứ nhì XRP được tòa án tuyên bố không phải là chứng khoán và thứ ba chính là Ethereum các bạn, tại vì giám đốc SEC William Hinman đã tuyên bố Ether không phải là chứng khoán cái đây vài năm, mặc dù là Gary Chanzer không công khai nhìn nhận nhưng ông cũng không phủ nhận khi mà được hỏi bởi quốc hội các bạn. Và thêm vào đó chúng ta đừng quên là SEC đã phê duyệt Ethereum Futures ETF, nghĩa là hành động của họ đã coi Ethereum như là hàng hóa rồi, không phải là chứng khoán. Cho nên nếu như mà chúng ta nói tới kế tiếp sẽ là Exafi và Ethereum đó, thì cũng không vừa là lạ đâu. tôi đã từng chia sẻ thông tin này với các bạn rồi. Và ngày hôm nay chúng ta cũng đang nghe trực tiếp đến từ giám đốc đầu tư của Valkyrie. Và đó là những cái thông tin liên quan tới Bitcoin Smart ETF các bạn. <laughs> ngày mai sẽ là cái ngày mà cực kỳ sôi động. Ngày mà chúng ta sẽ biết cái thông tin cuối cùng các bạn. Cái sự chờ đợi 8 tháng qua ngày mai sẽ là ngày kết. Ít ra cho quỹ của ARK Invest các bạn tại vì những cái quỹ của BlackRock nó phải đợi tới tháng 3 nhưng mà khả năng đó, cái thông báo sẽ áp dụng cho tất cả các quỹ luôn đó là cái lòng tin của chúng ta hiện bây giờ ngày mai chúng ta sẽ biết và còn một số thông tin khác nữa các bạn chúng ta vẫn tiếp tục thấy là Tether tiếp tục in thêm đồng USDT và chúng ta nhìn thấy được lần này họ lại tiếp tục in thêm một tỷ đô la và mỗi lần mà có thông tin này đó thì bên dưới chúng ta thấy được là CEO của Tether là Paolo Adorno thì điều chia sẻ cái thông tin tương tự là đây là một cái sự phát hành trước họ phát hành sẵn để mà đáp ứng nhu cầu từ khách hàng hoặc là việc chuyển đổi chuỗi Trang swap sau này chứ không phải dùng để mà bơm vào trong thị trường nhưng mà câu hỏi của thuận là cách đây cũng vài tuần các bạn họ in liên tục thì mấy tỷ đô la gần đây đó họ in ra đâu hết rồi tại sao họ lập lại vẫn tiếp tục in ra và mỗi lần in ra họ lại nói là họ in sẵn mà thôi chứ không phải là in để mà dùng bây giờ khi nào mà có nhu cầu họ mới sử dụng nhưng mà lần nào cũng nói như vậy và cái thuyết này đã thuận cảm thấy giống như là nhân viên nào đó cứ copy và paste mỗi lần mà có thông tin là thay in tiền các bạn <laughs> <laughs> nhưng mà Tether tiền là tốt Chúng ta đã từng nói tới rồi Cá với chúng ta không muốn thấy là Tether im lặng một thời gian không minh tiền Và chúng ta cũng có một cái uh, thông tin liên quan đến uh, New York Times New York Times là một trong những cái bài báo mà không có thiện cảm với crypto các bạn Nhưng mà họ cũng đã phát hành danh sách top 52 địa điểm du lịch cho năm 2024 Và Salvador xếp hạng thứ 33 Tuy là họ cũng nói là Salvador đó lý do tại vì cái uh, quốc gia này cũng đã tân tiến hơn và cái tốc độ tội phạm đó thì phần trăm đó nó cũng đã giảm nhiều rồi à, nhưng mà họ lại hoàn toàn không đề cập đến cái vai trò của Bitcoin các bạn rất là nhiều người đến El Salvador tại vì họ nghe nói tới quốc gia này khi mà quốc gia này chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp chứ còn trước đó đó thường nghĩ là không bao nhiêu bạn biết nước nhỏ El Salvador này đâu nhưng mà bây giờ mọi người đều biết thì rất nhiều người đến đó vì họ nghe thông tin liên quan tới Bitcoin và nhiều người đến tại vì họ ủng hộ Bitcoin các bạn. Đây là điều mà không thể chối cãi được nhưng mà New York Times đương nhiên không đề cập đến. Nhưng mà ít ra họ cũng xếp hạng cho El Salvador đứng hạng thứ 33, top 33 địa điểm du lịch cho năm 2024. Và chúng ta cũng có một cái thông tin đây là liên quan tới sàn Upbit của Hàn Quốc các bạn. Tại vì họ đã được chính thức cấp phép đầy đủ tại Singapore. Thì giấy phép tổ chức thanh toán lớn Major Payment Institution từ cơ quan tiền tệ Singapore đã được cấp rồi các bạn cho Upbit Singapore và cái giấy phép này cung cấp dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số được quản lý theo đạo luật dịch vụ thanh toán của Singapore và tại Hàn Quốc đó thì sàn Upbit chiếm rất là lớn các bạn phần trăm của họ là khoảng 48% khối lượng giao dịch crypto với 4 tỷ 2 đô la giá trị giao dịch trong vòng 24 giờ qua Upbit là một trong 5 sàn giao dịch được cấp phép đầy đủ tại Hàn Quốc cùng với lại Bithome, Coinone, Korbit và Gopax và chúng ta cũng thấy ngày hôm nay đó, chúng ta cũng nhìn vào cái tình hình của những altcoin thì bitcoin hôm nay xuống so với giá ngày hôm qua là 1.3% mà thôi khi mà chúng ta nhìn vào cái ngọn nến như thế này thì nó nhìn kinh khủng các bạn nhưng mà khi nhìn vào giá cả hôm nay so với hôm qua đó thì con cái cầu cho thấy được là giảm 1.3% mà thôi ether vẫn tăng so với giá ngày hôm qua là 2.1 các bạn phần lớn như altcoin thì cũng đã xuống nhiều đồng xuống nhiều hơn là bitcoin nhưng mà tổng số vốn hóa đó thì vẫn giữ được đâu đó khoảng chừng là 1.8 nghìn tỷ nói chung đó thì altcoin cũng giảm ngày hôm nay cùng với bịch kho các bạn nhưng mà không phải là nhiều lắm và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là chứng khoán hoa kỳ đã sau khi mà họ phục ngày hôm qua thì ngày hôm nay đại chỉ số Dow Jones sẽ giảm 0.42%, S&P 500 giảm 0.15 và Nasdaq thì không thay đổi nhiều các bạn. Pre-market thì bây giờ thì futures cũng không có sự thay đổi nhiều lắm. Chúng ta nhìn thấy được là thay đổi nhiều nhất thì chính là Dow futures giảm 0.1%. Hợp đồng của dầu đó thì cũng cỡ đó các bạn, 72 đô 54 cent cũng không có thay đổi nhiều, vẫn ở mức coi như là thấp. Hợp đồng của vàng đó thì cũng như vậy, 2034 đô cho một ounce vàng. Và chúng ta cũng có một thông tin đó, là ngày hôm nay X Twitter đã nói là họ sẽ có một cái dịch vụ thanh toán và họ sẽ bắt đầu vào khoảng chừng giữa năm nay. Chúng ta không biết được là khi nào và chi tiết ra sao nhưng mà hôm nay đó họ cũng đã đưa ra một cái thông báo là họ có sự hợp tác với lại công ty Shopify. À, nhưng mà họ không nói rõ là hợp tác đó là có gì trong đó các bạn. Nói chung đó, thì đối với crypto, mọi người đang chờ đợi xem coi là Elon Musk có trung thành với lại Dogecoin hay không các bạn hay là lại làm cho những hồ thức vọng Chúng ta muốn biết xem Coil có thích hợp thanh toán crypto ở trong cái dịch vụ thanh toán của Exxon là không Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link kia bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Alinex và một số những dịch tiêu khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn